Hi, xin chào mọi người, mình là Tuấn Cơm. Mình xin đồng hành và hướng dẫn mọi người làm những sự kiện Aetherap Mining Giveaway từ những dự án uy tín về chất lượng trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bổ cho mình một nút đăng ký để không bỏ lỡ một dự án kiếm coin miễn phí mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người thêm về sự kiện Aetherap từ dự án Piscato World. Đây là sự kiện Aetherap Rail 2 từ dự án này. Và nếu bạn nào chưa thêm dây nhóm chọn lọc kèo 24/7 của mình trên Telegram, mọi người có thể tham gia. Và tham gia vào, mọi người có thể làm sự kiện Aetherap Rail 1 của dự án. Về thời gian, sự kiện vẫn còn đang diễn ra nên mọi người tranh thủ. Quay trở lại với sự kiện Aetherap Rail 2 từ dự án Mr. Casto World. Tổng giải thưởng của sự kiện này là 50.000 token BCW. Về sự kiện sẽ dành cho 1.000 suất may mắn cộng thêm một top 100 người tiền rep sẽ ăn chia hết tổng giải thưởng của sự kiện. Về sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 3. Tiếp theo, để tham gia về sự kiện Aetherap từ dự án Piscato World, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Đầu tiên, mọi người tiến hành làm nhiệm vụ cho người rất là channel của dự án trên Telegram. Và nếu bạn nào để làm sự kiện Aetherap Rail 1 thì nhiệm vụ trên Telegram mọi người để làm rồi. Tiếp theo, mọi người tiến hành nhập địa chỉ ví MetaMask. Lưu ý rằng mọi người sử dụng ví và mạng Binance Smart Chain. Rồi mọi người copy địa chỉ ví, rồi mọi người dán vào form. Sau đó mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Tiếp theo mọi người tiến hành tham gia cộng đồng của dự án trên Discord. Và trong khi làm những sự kiện Aetherap thì mọi người lưu ý rằng những dự án này mà phân phối token về ví của mình thì mọi người nên thoát khỏi nhóm Discord hay là Telegram của những dự án đó để tránh hiện tượng phun nhóm giống như mình. Rồi mọi người xóa Discord. Tiếp theo mọi người tiến hành verify để xác thực. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ watch dự án này trên CoinMarketCap. Và mọi người cũng có thể thấy rằng là dự án đã được để đăng ký chuẩn bị list trên CoinMarketCap. Rồi và nếu bạn nào chưa có tài khoản CoinMarketCap, mọi người có thể dùng địa chỉ email của mình để đăng ký. Rồi mọi người click vào nhóm ngôi sao để tiến hành watch. Rồi sau đó mọi người quay trở lại form, mọi người continue. Rồi tiếp theo mọi người tiến hành follow fanpage của dự án. Rồi sau đó mọi người chọn click về yes. Rồi mọi người continue. Thì cái mục invite your friend to our Telegram group thì mục này mọi người có thể bảo vệ. Và nếu bạn nào có thể mời được thành viên bạn bè của mình vào nhóm Telegram của dự án thì mọi người sẽ nhận thêm điểm bon. Tiếp theo mọi người tiến hành review bài bot về sự kiện Aetherap này. Mọi người tiến hành like về review. Sau đó mọi người tiến hành subscribe kênh YouTube. Tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án trên Twitch.
Rồi mọi người tiến hành theo dõi. Rồi follow tham gia cộng đồng em blockchain cho. Rồi mình để tham gia. Rồi sau đó mọi người tiến hành post các dự án trên các website này như con Cost, con Snapper và con Post. Mọi người tiến hành post. Với hiện tại vẫn chưa có con sắt của dự án này nên mọi người tránh những con sắt để có về những con sắt này, con sắt scan nên mọi người phải lưu ý. Lên những thị trường này thì rất nhiều dự án giả mạo từ những dự án chính thức. Rồi mọi người sẽ thật để boss. Rồi về sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà dự án yêu cầu thì mọi người sẽ lấy lên rep của mình, mời bạn bè hoặc người thân của mình tham gia để lọt vào top 100 người tiền rep sẽ nhận thêm phần thưởng từ dự án này. Thì về nhiệm vụ này mọi người nếu bạn nào không muốn làm thì mọi người còn có cơ hội là lọt vào top 1000 người tiền rep sẽ ăn chia 20.000 token BCW từ dự án. Vậy là mình để hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Adorus từ dự án Big Castle World Round 2. Trước khi kết thúc video tại đây, mình xin chúc mọi người sẽ may mắn nhận được token từ dự án này. Đồng thời mọi người nhớ để lại một like và một comment để khi nào mà dự án phân phối token hay là cả thông tin gì mình xin thông báo ở một comment của video này. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo với những dự án kiếm tiền.